Thưa quý vị khán giả, đối với những quán hàng bình dân và có quy mô nhỏ thì thường sẽ không có nhân viên bảo vệ trông giữ xe cộ cho khách. Và mặc dù nhiều nơi đã cẩn thận đề biển cảnh báo, xin quý khách vui lòng tự giữ xe máy và tài sản trên xe, song vẫn có nhiều người không đề phòng cảnh giác, rồi khi sự việc xảy ra thì đã là quá muộn đối với họ. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị khán giả cùng tiếp tục theo dõi chương trình với câu chuyện thứ hai. Quán này thì gần nhà nên cũng thường đến ăn lắm. Thì trưa lại tụi đi ăn cơm. Thì lúc đó khách thì cũng rất là nhiều. Vì bên kia không còn chợ đậu nữa, tôi mới đậu bên gần chợ tủ cơm đó. Có chị bán cơm đứng đó nên tôi nghĩ đâu ai dám lấy. Lúc này là giờ nghỉ trưa nên quán cơm cũng có khách vào ăn. Vì thói quen và cảnh giác nên trước khi vào quán, anh Huy cũng khóa cổ xe của mình lại. Mày ăn gì đây? Cho em cơm sườn đi chị. Rồi cơm sườn ha. Rồi cháy quà nha chị. Rồi em vô trong ngồi đi chờ chị chút nha. Quán này lúc nào cũng đông hả chị ha? Chỉ có được buổi trưa thôi em ơi. Bình thường vắng lắm. Khi anh Huy vào quán chưa được bao lâu thì lúc này bên ngoài xuất hiện hai người đàn ông đi trên một xe máy. Họ cứ nhìn ngó vào quán cơm và ngay vị trí tủ cơm của quán, phải chăng họ muốn mua cơm? Dừng lại. Tôi nghĩ lúc đó là đi hai thằng. Một thằng thì nó canh đường, còn một thằng thì nó vô cơ quan sát. Nếu mình để sợ thì nó sẽ lấy xe, còn nếu không thì nó sẽ đi ra. Có một thằng chở nó tẩu thoát. Mẹ em chị ơi, thêm cơm chị. Rồi. Sau một hồi quan sát, họ đã bàn tính với nhau điều gì đó. Ok, cứ như cũ mà làm. Tiếp theo, tên ngồi sau xuống xe và đi vào quán. Lúc đó tôi cũng thấy một người đàn ông đi vô, ăn mặc lịch sự lắm. Quán đông, ồn ào mà tôi đâu có nghĩ tới mấy chuyện đó. Hắn ta đi vào quán, nhưng cặp mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Lúc này, anh ta vẫn đội nón bảo hiểm trên đầu. Thời điểm này là 12 giờ 23 phút, ngày 10 tháng 7 năm 2013. Chị cho hộp cơm ăn về chị. Em về hả anh hả? Anh ăn gì? Cho cái này. Cái gì nữa không? Cái này nữa đây. Rồi. Hắn ta móc điện thoại ra nghe, dường như là có ai gọi đến. Alo. Rồi. Chúc mừng anh kỹ luôn nha. Rồi. Hắn ta vừa nói chuyện, vừa đi vòng ra trước tủ cơm và đến ngay vị trí chiếc xe tay ga đắt tiền của anh Huy đang dựng. Anh đang ở tiệm cơm nè. Em ăn cơm gì anh mua về cho. Rồi canh hủ qua ha. Về phần chị chủ quán thì cũng không hề để ý gì tới hành vi của người đàn ông này. Anh ơi, có lấy canh hủ qua không anh? Cho thêm phần canh hủ qua. Rồi. Ngay khi chị chủ vừa quay lưng đi, hắn ta liền móc ra từ trong túi một cây đoạn để bẻ khóa. Với bàn tay của một tên trộm chuyên nghiệp, chỉ mất vài giây, hắn ta đã bẻ khóa thành công. Sau đó hắn ta phóng xe đi. Tên đồng bọn bên ngoài thấy vậy cũng nhanh chân phóng xe tẩu thoát theo. Thì tôi ăn rồi tính tiền thì đi ra, thì tôi không thấy xe đâu nữa. Lúc đó tôi cũng chưa có tin mình là mất xe nữa. Tính tiền chị ơi. Rồi. Nhiêu vậy chị? Của em 25 ngàn. Vì phần anh Huy, anh cũng chưa hay biết gì về chiếc xe của mình đã biến mất theo người đàn ông kia. Rồi chị gửi. Em về nha chị. Rồi cảm ơn em nha. Ủa chị ơi, xe em đâu rồi chị? Cái gì em? Xe em đâu rồi? Xe em để đâu? Để đây nè. Mà em có chắc là em để đây không? Hồi nãy em vô em để đàng hoàng mà. Nãy chị cũng thấy mà. Ủa sao kỳ vậy?
Vị chủ mới kêu tôi vô trong coi camera. Tôi quan sát camera thì thấy đúng là cái anh nãy đi vô là mua cơm, là anh đó lấy xe tôi. Thì lúc đó tôi có mượn cái clip camera của chị chủ quán đó. Tôi trình báo công an cho mấy anh coi, để mấy anh điều tra để tìm được tài sản cho mình. Ý y rằng đây là quán quen, lại đã khóa cổ xe cẩn thận, nên nạn nhân trong câu chuyện vừa rồi đã phải trả giá cho bữa cơm bình dân của mình bằng cả chiếc xe SH đắt tiền. Câu chuyện xảy ra tại một quán ăn trên đường Phạm Hùng, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, xin được xem như một lời nhắc nhở của chúng tôi gửi đến tất cả mọi người. Xin chúng ta hãy nhớ rằng bọn tội phạm chuyên nghiệp ngày nay chỉ cần mất vài giây là đã có thể bẻ khóa thành công và trộm xe biến mất. Ngoài ra trước đó, chúng còn có cả một khoảng thời gian đủ dài để kiên nhẫn đợi chờ thời cơ thích hợp nhất khi nạn nhân và những người chung quanh mất cảnh giác là ra tay hành động ngay.